hôm nay là mùng 2 tết tây cô chú anh chị chúng ta đi làm lại bình thường chưa? ạ em thắng thì hên á hôm nay là có một đơn hàng mở lọc đầu năm rồi à, em giao ở xã bình an long thành đồng nai à, tài xế đi thì em cũng nhận được lời bình luận của cô cô này tên sushi phía sau tiếng anh em không biết đọc <laughs> cô bình luận như thế này, con tặng cô một cây như cây con đang giới thiệu được không con? Dạ, đầu tiên con cũng cảm ơn cô đã quan tâm tới kênh con và có lời bình luận. thì trước khi con trả lời thì cũng kể một hành trình ngày hôm nay của thắng cho bà con đang nghe ha. sáng thì báo thức năm giờ ba mươi, em thức dậy để làm gì? Chạy xe dịch vụ mình nói nôm na vậy đi thì chở khách đi xuống thành phố bến tre đi khám bệnh xong à, chưa về em thắng lại tiếp tục tranh thủ chạy xe dịch vụ nữa lên sài gòn bệnh viện di động thành phố bà con bệnh viện mới ngoài bình chánh đó. để chở khách từ bệnh viện về <laughs> hôm nay đi hai bệnh viện luôn tăng cường ha không có cơm trưa luôn đó tranh thủ thì cô thấy um con là phải cố gắng làm hai ba công việc cùng lúc vậy để có tiền trang trải con cũng cảm ơn cô đã đánh giá con cao nhưng mà mong thời gian sắp tới không những cô hay là anh chị nào đó mà có những bình luận như thế này à, thấy thích cây đó mà nhiều khi có thể là chọc con không chừng hay là nói thiệt mà con có điều kiện tốt và con tặng cho mọi người điều đó rất là quý nhưng mà hiện tại thì con chưa đủ điều kiện để con làm như vậy con rất là mong nếu mà con có điều kiện thì con không tặng cho cô cũng như là mọi người được còn giờ con còn nhiều cái lo quá nó <laughs> còn khó khăn lắm mà con nhưng mà đôi khi á lên mạng xã hội á thì mình cũng hình thức một xíu cho nhìn lịch sự bề ngoài xíu để dễ mua bán thôi chứ thực chất em còn rất là nhiều sự lo to gia đình nhỏ gia đình lớn nhiều thứ nữa cảm ơn cô cảm ơn anh chị cô chú đã theo dõi dạ máy bay